Dạ, shop Thanh Trực, mến chào của cô chú và anh chị đã đến với kênh đồ xưa Mê Công. Thì hôm nay shop em có một số đồ gốm và tranh đá và đồ gỗ để giao lưu cùng với quý cô chú và anh chị. Lời nói đầu tiên thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ shop của em ạ. Rồi mã số 1 khác đầu tiên hôm nay thì em có một bộ tách trà này ạ. Gồm 6 cái ly, cái dĩa và cái bình trà. Hàng thì liền lạc hết ạ. Đây là bên trong ly đây ạ. Chân đế là đều có mộc ạ. Xung quanh là hàng chữ tàu. Chiều cao của cái ly này là 4 sân, đường kính ngang lại là 5 sân, đường kính ngang của cái dĩa này là 20. Chiều cao của cái bình trà này là 10 sân. Rồi một bộ tách trà này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.200.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Shop Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và phú của em ạ. Mã số 2 này thì em cũng có một cái tách trà này nữa ạ. Cũng là hàng gốm tàu luôn ạ. Chiều cao của cái ly này là 5 sân, đường kính ngang lại là 9 sân, đường kính ngang của cái dĩa này là 15. Rồi cái tách trà này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 200.000, em bao phí xếp ạ. Mã số 3 này thì em có được 5 cái dĩa hàng gốm tàu này ạ. Hàng thì liền lạc, thấy không có bị sức mẻ gì hết ạ. Đường kính dĩa này là 26. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 4 này em cũng có được 6 cái dĩa. Cũng là hòn gấm tàu này nữa ạ. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Đường kính dĩa này là 24. Rồi 6 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 5 này thì em có được 5 cái dĩa màu trắng này ạ. Đây, bên trong dĩa đây ạ. Chân đế đây ạ. Đường kính dĩa này là 19. Rồi 5 cái dĩa này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 6 này thì em có được 3 cái dĩa hột xoài này ạ. Chiều cao là 5 sân, chiều dài là 27, đường kính ngang lại là 19. Rồi 3 cái dĩa hột xoài này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và phú của em ạ. Mã số 7 này thì em có được 4 cái tô. 4 cái tô này nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao tô là 6 phân, đường kính ngang lại là 17. Rồi 4 cái tô này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 8 này thì em có được 10 cái tô nhỏ này ạ. 10 cái này nó có 3 quà tiết hết ngang của cô chú và anh chị. Đường kính là 16, chiều cao lên là 5 sân. Rồi 10 cái tô nhỏ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 9 này thì em có được 10 cái chén hòn gốm Nhật này ạ. Đây ạ, bên trong chén đây ạ. Chân đế là có mộc hết ạ. Chiều cao chén là 5 sân, đường kính ngang lại là 12. Rồi 10 cái chén này thì em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 10 này thì em có được 9 cái chén lộn xộn này ạ. Đó, hàng thì liên lạc hết chân của cô chú và anh chị. Chiều cao chén là 5 sân, đường kính ngang lại là 13. Rồi 9 cái chén này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 11 này thì em có một cái dĩa và một cái tô và một cái ly, cũng là hòn gốm tàu ạ.
Chiều cao của cái tô này là 5 sân, đường kính ngang lại là 17, đường kính ngang của cái dĩa này là 16, đường kính ngang của cái ly này là 9 sân, chiều cao lên cũng là 9 sân luôn ạ. Rồi một bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 12 này thì em có một cái bình hàng gốm chu đậu này ạ. Ở đây thì nó bị mọc lò nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao bình là 20, quanh bụng là 47. Rồi cái bình hàng gốm chu đậu này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800 ngàn. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 13 này thì em có một cặp bình hàng gốm chu đậu ạ. Chim công này ạ. Hàng thì liên lạc hết ạ. Chiều cao bình là 26, chiều dài lại là 29. Hàng thì liên lạc hết ạ. Rồi một cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 14 này thì em có một cặp ché màu xanh này ạ. Tích là chim trĩ và hoa phù dung ạ. Hàng thì liên lạc hết nghe quý cô chú và anh chị. Hàng vẽ tay ạ. Chiều cao từ đỉnh ché mà xuống tới chân đế này là 60. Quanh bụng là 1m06. Rồi một cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 15 này em có một cặp bình cũng là hàng gốm tàu, hàng vẽ tay ạ. Tích cũng là chim trĩ và hoa phù dung luôn ạ. Hàng vẽ rất là đẹp luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái bình này là 65, ngang miệng bình là 18, quanh bụng là 98. Rồi một cặp này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 16 này em có một cặp bình cũng là hàng gốm tàu, hàng vẽ tay ạ. Màu vàng chanh này ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Chiều cao của cái bình này là 67, ngang miệng bình là 19, quanh bụng là 99. Rồi một cặp này thì em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 3.700.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và phú của em ạ. Mã số 17 này thì em có một cặp bình lớn này ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha quý cô chú và anh chị. Đó. Nó có hai mặt. Mặt trước này là Phước Lộc Thọ nha quý cô chú và anh chị. Đó. Còn mặt bên này đó là chim trĩ và hoa phù dung ạ. Chiều cao bình là 95, ngang miệng bình là 30, quanh bụng là 1m1. Rồi một cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 5.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 18 này thì em có một bức tranh đá tàu xưa hàng vẽ tay. À, tích là Trúc Lâm Thác Hiền ạ. À. Cái khung là khung nhựa nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của bức tranh này là 73. Chiều dài của bức tranh này là 1m18. Rồi em sẽ quay mặt sau cho quý cô chú anh chị được rõ ạ. Đây là mặt sau của bức tranh đây ạ. À. Rồi mã số 18 này em giao lưu với quý cô chú anh chị bức tranh này 2.400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 19 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì em có một cái ghế nghi này nghe quý cô chú và anh chị. Chất liệu gỗ là gỗ mun ạ. Trên ở cái bề mặt của cái ghế nghi của mình thì được cắn ốc 7 màu hãy nghe quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái nghi này là 96, là em đo từ dưới đất mà lên nè chỗ hai cái cuốn thư của nó đó.
Chiều dài là 90. Đường kính ngang lại là 49. Rồi mã số 19 này em giao lưu với quý cô chú anh chị. Cái ghế nghi này 28 triệu em bao xếp cho quý cô chú và anh chị ạ. Mã số 19 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì một lần nữa em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn ạ.